Đầu thai giúp vua. Ngày xưa, ở ngôi làng nọ có một gia đình giàu có. Bà chủ tên Thái là một người vô cùng nhân hậu. Gánh này mang ra đầu làng, gánh này thì đưa sang cánh đồng nha. Vâng, bà cứ yên tâm, chúng con sẽ mang ra cứu đói cho người dân đến nơi đến chốn ạ. Nay bà lại cho người nấu cháo cứu đói giúp dân làng à? Vâng, nạn đói hoành hành khắp nơi, em không thể ngồi nhìn người dân trong làng đói khổ được. Mình cũng có chút của cải hơn người, những lúc này nên mang ra giúp người. Vợ chồng mình bao nhiêu năm làm việc tốt cứu giúp người đời, vậy mà chả hiểu sao ông trời không ban cho một mụn con mình nhỉ? Em biết là không có con, mình buồn lắm. Xin lỗi mình nha, em thật là một người phụ nữ vô dụng. Mình lại thế rồi, tôi có bao giờ trách gì mình đâu. Bản tính mình lương thiện, tôi thương còn không hết. Số chúng ta như vậy rồi, thôi mình mau đi xem mấy đứa người làm chia cháo cho người dân thế nào đi. Vâng, em đi đây. Còn một gánh cháo, em gánh nốt ra đầu làng. Ôi, lạ thật đấy. Trời quang mây tạnh, không mưa không gió gì, thế mà lại có một đám mây ngũ sắc hiện lên trước mặt mình. Đêm hôm đó trở về nhà, bà Thái đang ngủ thì rơi vào một giấc chiêm bao. Cô là ai? Sao lại vào nhà ta? Bà hãy cầm lấy viên minh châu này. Ta vốn là thủy cung tiên nữ, nay vâng mệnh cha đến đầu thai nhà bà để sau này phụ vua giúp nước. Đầu thai ư? Cô nói thế nghĩa là sao? Bà cứ chờ sẽ biết. Cô gái ơi, cô gái ơi. Chuyện gì thế? Bà gọi ai vậy? Chuyện gì vậy? Tôi vừa nằm mơ thấy một cô gái rất xinh đẹp đứng ở đây, đưa cho tôi một viên minh châu. Vậy mà giờ tỉnh giấc, viên minh châu vẫn còn trong tay tôi này. Sao có chuyện kỳ lạ thế cơ chứ? Hay là bà cầm viên minh châu này đi ngủ mà quên? Không thể có chuyện đó. Cô gái đó còn nói cô ấy là con gái của vua Thủy Tề, muốn đầu thai lên trần gian để phụ vua giúp nước. Chuyện này thật lạ lùng. Ít lâu sau, bà Thái mang thai và sinh ra một cô con gái rất đáng yêu. Ông bà đặt tên cô bé là Bơ. Lạ quá mình đã. Con gái chúng ta càng lớn càng giống cô gái đó. Giống ai cơ? Ông còn nhớ giấc mơ năm xưa của tôi không? Hồi đó bà đã mơ thấy một cô gái dâng cho bà một viên minh châu và nói rằng cô ấy là con gái của vua Thủy Tề, muốn đầu thai lên trần gian để phù vua giúp nước, phải không? Đúng đó, tôi không thể quên được hình ảnh cô gái trong giấc mơ năm đó. Xinh đẹp, đoan trang, không khác gì con gái mình. Càng ngắm con gái của mình, tôi càng cảm giác giấc mơ rất gần sự thật mình ạ, như là điềm báo ấy. Hay là con gái chúng ta chính là... Dù con bé là ai, nhưng cứ biết nó về nhà chúng ta thì chúng ta sẽ yêu thương nó hết mực. Đâu cũng là cây duyên sinh thành. Ôi! À! Quân giặc Minh đấy các cậu ạ. À, bao giờ thì chúng rút khỏi đây để người dân được yên ổn chứ? Ừ, mấy bữa nay giặc hoành hành ghê quá, dân làng chúng ta cũng không sống yên với chúng. Nghe nói đội quân của triều đình đóng quân ngay ở bìa rừng gần làng mình đấy. Cậu nói bé thôi, kẻo mấy tên giặc trên kia nghe thấy. Mình nhất định phải tới nơi đóng quân của triều đình vua Lê xem tình hình thế nào. Nếu quân lính cần lương thực thì làng chúng ta còn kịp thời tiếp tế. Cậu đừng vào đó, nguy hiểm lắm. Hai bên đang đánh nhau rất ác liệt, tên bay đạn lạc, không biết chừng lại vả vào thân đấy. Mình không sợ, việc đánh giặc cứu nước đâu phải của riêng ai. Chúng ta không thể ra trận chiến đấu,
thì cũng phải làm hậu phương vững chắc chứ. Bắt lấy chúng, không được để chúng thoát. Phát hiện được, giết không tha. Thôi chết, chúng đã phát hiện ra quân triều đình đóng ở bìa rừng rồi hay sao? Nguy rồi, chắc chắn quân lính triều đình đang bị chúng truy đuổi. Cô gái, xin cô... Ai? Ông là ai? Cô gái, xin hãy cứu giúp. Là Bảo Kiếm. Trời ơi, hoàng thượng. Cô gái, không cần phải quỳ lại ta lúc này. Tình hình rất nguy cấp, bọn lính nhà Minh đang đuổi theo ta. Ta vừa thấy nó ở đây, nhất định phải giết sạch. Hoàng thượng, người hãy mau nép vào phía trong kia. Chắc chắn tên hoàng thượng đó chạy theo hướng này. Hắn không thể đi xa được đâu. Mang thủ cấp của hắn về, chúng ta sẽ được thăng chức và trọng thưởng. Đúng vậy, là vua đó. Phần thưởng của chúng ta sẽ vô cùng hậu hĩnh. Này này, nhìn xem. Cái gì đã động đậy kìa. Đâu? Đúng rồi. Chúng ta lại nhanh lên. Anh hai, bẻ ngô nhanh lên, trời sắp tối rồi đấy. Chỉ còn hai luống ngô nữa là xong rồi. Làm gì mà cuốn lên thế? Này, hai người có thấy một kẻ mặc áo giáp chạy qua đây không? Các anh vừa nói gì thế? Tôi không nghe rõ. Ngươi có bị điếc không? Ta nói to thế mà còn không nghe rõ à? Một kẻ mặc áo giáp, hiểu chưa? Có thấy nó chạy qua đây không? À, mặc áo giáp à? À có đấy, hắn chạy về phía núi kia kìa. Nhưng các anh phải chạy nhanh lên thì may ra mới đuổi kịp. Hắn đi qua đây đã lâu rồi đấy. Cảm ơn cô gái. Nếu không nhờ có cô nhanh trí đưa cho ta bộ quần áo này, chắc hôm nay ta đã mất mạng với chúng rồi. Hoàng thượng, phò vua giúp nước cũng là nhiệm vụ của thảo dân à. Người hãy mau chạy đi, lát nữa chúng có thể sẽ quay lại đấy hả? Cô gái, cô tên gì? Em là Bơ ạ. Bơ sao? Cái tên nghe thật lạ, thật đáng yêu. Dạ, em cảm ơn hoàng thượng ạ. Nàng Bơ, nàng đã cứu sống ta. Sau này nếu thắng trận, ta nhất định sẽ quay lại đây tìm nàng. Lúc đó nàng sẽ đồng ý theo ta về cung làm phi tử của ta chứ? Thật ư? Hoàng thượng sẽ quay lại tìm thiếp chứ? Nhất định. Hãy chờ ngày ta chiến thắng trở về. Sau này khi nhà vua thắng trận trở về, ông giữ đúng lời hứa năm xưa, quay trở lại ngã ba thác bờ tìm cô gái. Nhưng năm đó cô gái đã bị bọn quân lính nhà Minh giết chết. Khi chúng biết cô đã giúp vua trốn thoát, nhà vua đau xót lập đền thờ cô, gọi là đền Cô Bơ, để tưởng nhớ công ơn lớn lao của người con gái kiên trung. Cô Bơ là một trong những vị thánh cô anh linh bậc nhất hệ thống tứ phụ thánh cô tại Việt Nam. Cô được thờ cúng tại đền Ba Bông thuộc Hà Trung, Thanh Hóa. Bảo tàng. Chuyến này Sâm đang được giá, chúng ta chở hàng về trót lọt thì cũng được một món kha khá đấy cậu nhỉ. Nhờ tổ tiên phù hộ, tôi tính mấy năm lăn lộn với sông nước rồi, giờ cũng là lúc phải có một thời gian nghỉ ngơi, quay quần bên gia đình và người thân cậu à. Cậu nói đúng, tôi cũng sẽ nghỉ ở nhà một thời gian. Nghĩ lại quãng thời gian chúng ta lăn lộn làm ăn nơi đất khách, bà không khỏi tự hào cậu nhỉ. Vâng, tuy đã có những lúc khó khăn chỉ muốn từ bỏ, vứt hẳn tay chèo, nhưng chúng ta đã không vứt hẳn chèo đi, mà chỉ buông chèo chờ nước lặn. Có lẽ cũng vì sự linh hoạt đó mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất cậu nhỉ. Giờ đây khó khăn trước mắt chúng ta là chặng đường về nhà hãy còn mấy trăm dặm nữa. Thời tiết năm nay lại khắc nghiệt, thất thường. Qua được vùng nước sâu và xoáy này mới có thể yên tâm được cậu à. Trời, sắp có dòng lớn. Chúng ta chèo nhanh lên. Qua một đoạn sông dưới kia là sẽ có vùng dân cư ở.
ta đang ở trong tâm bão, nước đột ngột chảy mạnh quá, nguy hiểm lắm đấy. Phải nhanh nhanh rẽ lên bờ tránh bão thôi. Lâm ơi! Cố lên nào! Lâm ơi! Bơi qua đây chút nữa! Lâm ơi! Lâm ơi! Lâm ơi, xin đừng bỏ tôi. Lâm ơi! Lâm ơi, lẽ nào cậu bỏ tôi đi thật sao? Lâm ơi, cậu còn nói với tôi là về nhà nghỉ ngơi một thời gian cơ mà. Sao lại thế này? Nhìn kìa, đúng là cậu ấy. Trời ơi, cậu, tôi mừng quá. Thật may là cậu không sao. Cậu đã bình an trở về rồi. Hãy mau đưa anh ấy vào trong làng kia nghỉ đã. Anh ấy sắp kiệt sức đến nơi rồi. Lâm này, may mắn quá. Lần này cậu thoát được nguy hiểm để sống sót. Thật đúng là kỳ tích. Lúc đầu tôi cũng sợ lắm, nghĩ rằng số mình đến đó là tận. Vì vùng vẫy như vậy mất sức quá mà lại chẳng có kết quả gì. Sức người không thể chọi lại được với sức nước. Thế rồi sao? Giữa lúc đối mặt với cái chết, câu đói của cha tôi tự dưng xuất hiện. Lần đầu tiên dạy tôi bơi, ông đã nói: khi nào dòng chảy mạnh hơn con hãy biết cách trôi theo nó, cho đến khi nào có thể hành động hiệu quả thì hãy cố gắng. Lúc đó cố gắng mới có ích. Và lúc ấy tôi đã quyết định thả lỏng toàn bộ cơ thể mình. Tôi nương theo dòng chảy, không phung phí sức lực vô ích nữa. Khi dòng nước hiền hòa trở lại, tôi mới dùng sức lực còn lại của mình bơi vào bờ. Nhờ sự sáng suốt của cậu mà giờ chúng ta lại được cùng nhau ngồi đây ngắm cảnh sông nước hiền hòa thế này. Thói quen của cha. Dạ, chào ba, con mới đi học về ạ. Về rồi đó hả? Vô nhà ăn gì đi cho đỡ đói. Ba này. Gì vậy? Ba ơi, con mới được chọn đi thi học sinh giỏi vật lý của huyện đó ba. Ba thấy con có siêu không? Cũng tạm. Con vẫn cần phải cố gắng hơn nữa nghe. Dạ. Ông hút thuốc lào ít thôi. Dạo này ông hay ho quá à. Tôi hút quen rồi, giờ đâu có dễ bỏ. Không dễ, nhưng mà ông cũng phải gắng mà bỏ chứ. Mà tôi cũng chịu ông luôn đấy. Thằng bé đang háo hức khoe thành tích đi thi huyện cũng đáng tự hào lắm chứ bộ. Vậy mà ông không khen hay là động viên nó lấy một câu, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Nhà có hai người, bà khen là đủ rồi, cần chi tôi khen nữa chứ. Người đâu mà khô khan quá trời quá đất à. Ba mới lên đó hả? Ba vào trong ký túc chơi, để con giới thiệu ba với các bạn cùng phòng đi ba. Thôi khỏi, ba ngồi chơi với con chút rồi về luôn cho kịp chuyến xe. Ba, mà ba vừa mới lên chơi, sao đã tính giờ về luôn thế ạ? Ba ngồi chơi lúc vậy thôi chứ mấy. Dạo này ba gầy quá, ba đừng hút thuốc nữa nghe ba. Ba... không sao. Thói quen hút thuốc lào của ba từ bao năm không bỏ được, nên thôi chút xíu ấy mà. Mà giờ nhà mình xoay ra trồng rau xanh bán, mẹ con sáng sớm chịu khó dậy chở rau ra chợ bán, cũng có đồng ra đồng vào. Vì con đi học mà ba mẹ vất vả hơn nhiều quá. Thôi, không phải lo chuyện linh tinh, cứ tập trung vào chuyện học đi nha.
Thế con lên đại học rồi, học thế nào? Dạ, con vẫn đang ở top đầu lớp ba. Cuối kỳ con sẽ được đỉnh học bổng đó ba. Ráng mà học, ba biết con còn cố gắng được nữa. Mà con học đại học và có cần mua sắm cái gì không vậy con? Ba ơi, nếu con có được cái máy tính để tra cứu tài liệu học tập thì... Máy tính hả? Ba nghe nói cái đấy đắt đúng không? Ít nhất cũng phải hơn 10 triệu một cái. Hay là thôi cũng được ba. Con khỏi nghĩ ngợi linh tinh, cứ tập trung vào việc học. Chuyện đó để ba mẹ thu xếp cho. Con cầm ít tiền này rồi vào ký túc ăn cơm đi, còn nghỉ ngơi, chiều mà còn đi học. Con vẫn còn tiền mà ba. Con cứ cầm lấy đi, muốn tiêu cái gì thì tiêu. Ba đã lên đây rồi, hay là vào ký túc chơi luôn đi ba. Các bạn con chưa ai biết mặt ba hết. Biết cũng có làm chi. Con vào trong đi. Ba ra bến xe đây, kéo đây nhỏ chuyến. Ủa Hải, sao đứng đây? À, là ba mình. Ba mình vừa lên chơi. Ba cậu lặn lội từ quê lên, chỉ ngồi có tí xíu rồi về hả? Mà ba cậu cũng lạ thật đó. Không biết ba mẹ mua máy tính xách tay loại nào cho mình đây. Hồi hộp quá. Ba, mẹ, con về rồi ạ. Hải về, khỏe không con? Dạ, con khỏe. Cái máy tính đâu ạ? Đây. Máy này chạy mượt lắm đấy, ba ạ. Mua máy tính rồi, ba còn đủ tiền đưa cho thằng Hải không? Để tôi xoay sở. Mà chắc phải mượn tạm bác Hai một ít rồi. Nữa tôi bán con gà, con vịt gom góp đem trả. Hay để mai tôi làm thêm mấy tiếng buổi tối ở ngoài bãi gạch cũng được chút ít. Không được, ông ăn uống kham khổ, ngày đêm làm việc quần quật, quá sức sao chịu cho nổi. Chỉ mong thằng Hải chăm chỉ học hành, không phụ lòng bố mẹ. Chắc nó không biết bà nó nghiện thuốc lào bao năm, đến nay cũng bỏ được thuốc. Để chắc kêu thêm vài đồng bạc cho nó ăn học, rồi còn dành dụm mua cho nó cái máy tính. Ôi bà, con mình phải thương, phải lo chứ kể làm chi. Ông, bề ngoài ông lạnh lùng là thế, nhưng mà tận sâu bên trong ông lo và thương nó biết bao. Liệu thằng Hải nó có hiểu cho ông? Suối nhỏ và hồ nước. Anh ơi, anh đang đi đâu đấy? Mọi người rủ nhau tìm đến những hồ nước của mình hoặc biển cả em ạ. Ở đó khung cảnh sẽ rất đẹp. Ôi, tuyệt quá, anh cho em theo với. Được, em đi với anh. Anh sẽ đưa em đến gặp một hồ nước tuyệt đẹp. Em cảm ơn anh ạ. Cháu chào cô hồ nước. Ai đấy? Sao tôi đang ngủ mà làm ồn thế? Cháu đây cô ơi, cháu là dòng suối nhỏ. Cô cho cháu chảy vào lòng hồ cô nhé. Cháu hãy nhìn cháu xem, bé tí xíu như vậy mà còn đòi đổ vào hồ nước của cô ư? Thôi, cháu tìm chỗ khác thích hợp hơn nhé. Cô ơi, cô cho cháu theo cô với. Cháu phải đi một chặng đường rất xa mới tới được chỗ cô. Cô giúp dòng suối nhỏ đi, cháu bé thật dễ thương. Cô ở với cháu bé sẽ rất thích đấy. Không, hồ nước tuyệt đẹp như ta mà lại chứa nước từ một dòng suối bé tí như thế kia đổ vào à. Cô ơi, trong cháu nhỏ bé thế này thôi, nhưng cháu sẽ giúp cô được rất nhiều việc. Cháu sẽ cung cấp cho cô những giọt nước mát lành nuôi tôm cá và nuôi dưỡng, chăm sóc mái tóc hoa cỏ của cô thật đẹp. Ôi trời, bé tí thế thì làm gì được cơ chứ. Sao cô lại tỏ ra coi thường người khác như vậy? Làm sao cô biết được dòng suối nhỏ không làm được việc gì? May ra nếu anh muốn đến chỗ của tôi còn tạm chấp nhận.
Tôi không bao giờ làm bạn với một người kiêu ngạo như cô. Thôi, nếu cô ta không nhận em, chúng ta sẽ tìm đến Bắc Biển cả. Sẽ mênh mông rộng lớn gấp rất nhiều lần cô ta. Thật ư? Ừ, chúng ta đi nào. Em ơi, nhìn kìa, đó chính là Bắc Biển cả. Wow, ha, Bắc Biển cả thật rộng lớn. Chào hai cháu. Cháu chào bác ạ. Nhưng em sợ Bắc Biển cả không nhận em. Em nhỏ bé quá. Không phải vậy đâu, em hỏi Bắc Biển cả xem nào. Hay anh hỏi hộ em đi, em sợ bác chê em. Bắc Biển cả rộng lớn thế kia mà, sao lại nhận một dòng suối bé tí như em được? Ồ, em mạnh dạn hỏi Bắc Biển cả đi. Anh tin là Bắc Biển cả sẽ đón nhận một dòng suối dễ thương, đáng yêu như em đấy. Bắc Biển cả ơi, bác có cho cháu theo không ạ? Cháu nhỏ bé thế này. Cả hai anh em lại đây với bác nào. Ơi, thật cả. Đấy, anh đã nói với em rồi mà. Ôi, nếu ta không coi thường dòng suối nhỏ thì đã không đến nông nỗi này. Tất cả là tại ta. Tình yêu cao thượng. Alo, Đức hả? Rảnh không? Đi cà phê đi. Hôm khác nha, hôm nay bận rồi. Bận gì thế? Nghe giọng ông có vẻ hớn hở nhỉ? À, hôm nay ngày đẹp, tôi quyết định hẹn nàng đi chơi để tỏ tình. Wow, cuối cùng thì cũng quyết tâm hả? Thế chúc ông thành công nhé. Ừ, cảm ơn ông. Sao lâu rồi mà cô ấy vẫn chưa đến nhỉ? Đức, xin lỗi nhé, mình tới hơi trễ. Cậu chờ mình lâu chưa? Không sao, không sao. Hôm nay có chuyện gì mà hẹn mình đi cà phê thế này? À, đúng là có chuyện muốn nói. Trùng hợp vậy. Mình cũng đang có chuyện vui muốn nói với cậu nè. Chuyện vui á? Chuyện gì thế? Mình có người yêu rồi. Sao? Người yêu ư? Ừ, anh ấy hơn mình 5 tuổi. Đẹp trai, con nhà giàu. Cưa mình mấy tháng rồi mà giờ mình mới chịu. Vậy sao? Vì cậu là bạn thân của mình nên mình thông báo cho cậu đầu tiên đấy. Hôm nào gặp mình sẽ giới thiệu hai người với nhau nha. Thôi đừng buồn nữa, tìm người khác là được chứ gì. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy chỉ vẫn coi tôi là bạn thân. Không hơn không kém, chỉ là mình đơn phương thôi. Biết làm sao được, tình cảm mà. Ông không việc gì phải buồn. Tôi không sao, đừng lo cho tôi. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tôi vui rồi. Chúc mừng hai người, phải thật hạnh phúc nhé. Cảm ơn cậu. Mình sẽ hạnh phúc đúng không anh? Ừ, tất nhiên rồi. Một thời gian sau. Kia chẳng phải là chồng của Hương sao? Sao anh ta lại... Alo? Hương à, dạo này có khỏe không? Đức hả? Mình vẫn khỏe. Cậu thế nào? Cậu bệnh đấy à? Sao ho dữ thế? Mình chỉ bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu. Nằm nghỉ một lát là khỏe ấy mà. Thế chồng cậu đâu? Sao không bảo anh ấy đưa đi khám? Anh ấy nói đi công tác mấy hôm, có mình ở nhà thôi. Mình không sao đâu, cậu đừng lo. Đi công tác à? Cậu ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc,
cứ nằm không như vậy sao khỏe được. Đúng là chỉ có cậu mới tốt với mình như vậy, lúc nào cũng có mặt khi mình cần. Hương này. Hả? Gì thế? Chồng cậu vẫn tốt với cậu chứ? Tất nhiên rồi, anh ấy rất tốt với tớ, tớ vẫn đang rất hạnh phúc. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? Không, tớ lo cho cậu thôi. Cậu lo cho cậu trước đi, bao giờ mới chịu lấy vợ để mình còn ăn cổ nữa. Tớ chưa muốn, vẫn còn sớm mà. Sớm gì nữa, hơn 30 rồi đấy ông tướng ạ. Đẹp trai, ga lăng lại tốt bụng như cậu thì thiếu gì người yêu, cứ kén lắm vô. Có lẽ mình đã quá lo lắng rồi, cô ấy vẫn hạnh phúc thế cơ mà. Alo. Tớ không muốn sống nữa. Hương à, có chuyện gì thế? Sao cậu lại khóc thế? Anh ta đã bỏ tớ đi theo người khác rồi. Tớ không muốn sống nữa. Vĩnh biệt cậu. Kìa, Hương, Hương. Hương ơi, cậu đang ở đâu? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Lại là cậu à? Đồ ngốc, sao cậu khờ thế hả? Tại sao phải vì một người không yêu mình rồi hành hạ bản thân như thế? Anh ta có xứng đáng với cậu không? Cậu thôi đi, cậu có tư cách để nói mình à? Chẳng phải cậu cũng ngốc như mình sao? Mình đâu phải con ngốc mà không biết tình cảm cậu dành cho mình bao nhiêu năm qua. Mình đâu có đáng để cậu phải hy sinh như thế. Phải, mình thừa nhận tình cảm dành cho Hương, nhưng mình không ngốc. Mình không hề hành hạ bản thân vì mình đang làm điều mình muốn. Bởi đối với mình, chỉ cần nhìn Hương sống vui vẻ, hạnh phúc là mình đã mãn nguyện lắm rồi. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, và đó là cách yêu của mình. Nếu Hương còn coi mình là bạn thì phải mạnh mẽ lên, đừng như thế này nữa, được không? Cậu đúng là người đàn ông ngốc nhất trên đời. Thôi nào, để mình đưa cậu về. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.